Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Châu Giao Long. Thì trước mặt các bác đó là một cây linh sam Tân Phú rất đặc biệt. Cây này có một cái dáng thể khá đẹp và cái bộ vòng tay bông tàng thì cũng được làm rất là cân đối các bác ạ. Và đi chi tiết về phần gọc của cái linh sam Tân Phú này. Cái bộ đề của cái này thì nó cũng khá là cân đối với cái tỷ lệ của cái thân cây, tất cả cái bộ vòng tay bông tàng ở trên cũng vậy các bác ạ. Cái hướng này thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn về cái bộ vòng tay phía trên. Cái này là cái tác phẩm của anh Thông, cũng là một người chơi cây rất là lão làng. Cái này thì nếu như các bác yêu thích thì có thể giao lưu được các bác nhé. Về cái số điện thoại và cái địa chỉ thì chút xíu em sẽ để dưới phần mô tả video á, các bác có thể vào đó để mà giao lưu các bác nhé. Rất nhiều tác phẩm đẹp nữa, nhưng mà em cái video lần này thì em sẽ quay ba cây có dáng thể khá đẹp và khá nổi bật ở vườn của anh Thông, quay và gửi tới các bác. Còn những cái cây đẹp thì em sẽ quay và gửi tới trong những cái video tiếp theo. Đây, góc nhìn này chúng ta có thể nhìn tổng quan hơn với bộ tay bông ở phía trên. Cây này đúng ra bỏ cũng được. Đấy, chúng ta có thể nhìn kỹ về các cái tầng lớp của cái bộ tay bông ở phía trên các bác ạ. Đây là cũng là một cái đẹp. Cái này thì cũng tùy vào cái tên của mỗi người đặt, có thể gọi là linh sam hạt gạo cũng được các bác nhé. Các cái lá của nó thì rất là mịn, rất là đều. Rồi, chúng ta sẽ tạm dừng với cái linh sam Tân Phú này. Linh sam Tân Phú hoặc có thể gọi là cái sam hạt gạo cũng được các bác nhé. Rồi, tiếp theo trước mặt các bác đó là một cái găng miền Trung các bác ạ. Cái này có dáng thể khá đẹp, khá đặc biệt. Đấy, tất cả cái bộ tay bông thì nó được mô phỏng theo kiểu dáng rừng các bác, theo kiểu cụm rừng. Em sẽ quay chi tiết về một cái găng đặc biệt này cho các bác cùng xem. Về cái bộ tay bông được làm rất là điêu luyện các bác này. Tất cả cái được cái đường ở cái tay cân thì được uốn lượn rất là đặc biệt. Chúng ta nhìn tổng quan về cái này. Cái này có tổng chiều cao dưới khoảng tầm 40 các bác ạ. Nhưng mà các cái bộ tay bông của nó được làm theo kiểu dạng bonsai quốc tế. Rất là đặc biệt. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan về cái mặt sau của cây găng này. Về cái đường lụa của nó thì được làm rất là điêu luyện các bác này. Và nhìn kỹ về cái đường lụa của nó. Đây, đây là cái mặt tiền, mặt phía trước của nó các bác. Đây, chúng ta có thể nhìn tổng quan hơn cái phần trên của cái găng này, cái găng đặc biệt. Rồi, chúng ta có thể ngắm nhìn lại cái găng
biệt này một chút xíu nữa, sau đó em sẽ quay và gửi tới các bác một tác phẩm sắm núi rất là đẹp. Chúng ta quay nhìn kỹ hơn về cái phần lụa của cái găng này các bác này, được làm rất là điêu luyện, rất là tinh tế nhé. Tất cả cái tay cân thì cũng được làm rất là sắc sảo các bác ạ. Đấy, một số cái bộ bông tai bông tang này thì làm rất điêu luyện. Đây trước mặt các bác đó là một cái tác phẩm sắm núi rất đặc biệt. Cái này có dáng thể khá đẹp các bác, một cái dáng trục và có cái đường thân khá là quái. Đây chúng ta có thể ngắm nhìn về cái sắm núi đặc biệt này. Một chút xíu về cái phần bộ tai bông ở trên, các bác có thể cùng xem và chiêm ngưỡng. Đây cũng là một cái đẹp các bác. Ở vườn nến thống thì còn rất là nhiều cái đẹp các bác nhé, nhưng mà em sẽ quay và gửi tới các bác trong những video tiếp theo một chuỗi video tại cái vườn nến thông, cũng là một cái nghệ nhân chơi cây rất là nổi tiếng trong cái làng chơi cây cảnh. Các bác có thể vào truy cập vào cái trang Facebook của anh Thông để mà cùng tìm hiểu một số cây rất là đẹp. Thì chút xíu nữa toàn bộ thông tin về cái vườn cây ở của anh Thông thì em sẽ để ở dưới phần mô tả video, các bác có thể vào đó để mà liên lạc giao lưu các bác nhé. Về số điện thoại, đây là về cái link Facebook thì em sẽ để dưới phần mô tả video các bác. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại về cái sắm núi này một chút xíu nữa, sau đó em sẽ kết thúc cái video tại đây. Những cái cây đẹp, cây độc lạ và cây có dáng thể đẹp thì em sẽ quay và gửi tới các bác trong những video tiếp theo. Các bác xem video thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh để mà đón nhận những video mới nhất em đăng tải lên từ vườn Thông các bác nhé. Một cái sắm núi mà có cái dáng thế và là cái bộ tai bóng như thế này là hiếm các bác ạ. Đây, tại đây chúng ta có thể nhìn thấy cái bộ tai bóng ở phần trên, phần ngọn của cái sâm núi. Ở bên này nó có một phân tử cũng khá là đẹp các bác này. Đây. Rồi, thời lượng video tới đây nó cũng khá dài rồi. Em sẽ kết thúc tại đây. Các bác hãy đăng ký kênh để ủng hộ và đón nhận những video mới nhất em đăng tải lên từ vườn Thông các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.